Chị này là con quen á, con mới nói với chị là biết sư phụ biết đạo cha mà anh chồng của chị bệnh nặng quá, xin sư phụ nhìn mặt là biết bệnh nặng rồi. Dạ. Con xin... Nhưng mà cái nhã còn lớn. Dạ. Để cho thầy hết nhã đi. Dạ, xin thầy giúp giùm đi. Sư phụ xuống trần á, lập đạo cứu nhân loại 8 tỷ thời nay, 10 năm sau, 50 năm sau 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800 nghìn tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân nhân loại á, phải biết vô đó lại, rồi dòng thời phải giống như con nuôi con của con mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì, con chim mới đẻ ra nó làm gì, đói đói hả miệng. Còn muốn sư phụ cứu, ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái là sư phụ cứu. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu. Phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Lại rồi hả? Rồi dấu thiên tâm có đeo đâu, đâu thấy đâu. Thì đó là cái nhẽ. Muốn có đâu, phải có đâu. Nhìn là biết rồi. Trước khi gặp sư phụ mà muốn cứu bệnh là phải biết cha rành. Biết thiên tâm là gì thì phải đeo dấu hiệu thiên tâm trước, chứ không phải mang cái thân tàn ma dại tới đây rồi cái sự cứu hết bệnh này về cái tung tăng quậy nữa. Trời, hôm nay xưa có bồ nhiều lắm. Cười có không đệ tử? Cười là có, nhìn là biết rồi, cho nên thuộc nhìn là thấy ngã. Còn tự đặt cái tên, rồi tên thiên là cái gì? Thấy chưa? Thì là cái nhã. Chưa biết gì. Thế thôi, lên mạng 5 năm nay rồi. Ai mà không biết. Mới đi bữa nay ngày đầu tiên. Ủa nhưng mà thưa hữu trên truyền hình 5 năm nay cái điện thoại có không? Trời xài điện thoại iPhone 14 nữa kìa. Làm sao mà không có? Bấm chữ Ngô Tấn Kiệt mỗi một ngày á, người ta tìm tên thưa hữu là gần 300.000 người trên Google nó báo cáo á. Thầy chẳng lẽ ở đây sát bên Thiên Long Giang thì không sao không biết thưa hữu. Đúng không? Thì sư phụ nó có trúng không? Cái nhã con mà. Nhưng mà cũng ok, tu theo thì cũng được á. Tức là tu theo nhưng mà cũng phải là thiệt. Sư phụ đâu có lấy ai đồng xu nào, tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào là một xin một cát. Sư phụ chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới. Nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên. Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á, phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà. Còn quỷ dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi Phật tử phải ke đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết. Nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào á tốn 5 đồng bạc kinh á. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cali á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà parking free. Mình về trời mình không có tốn tiền, còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á là đi theo quỷ á. Nhớ lời sư phụ dạy cái đó. Con nghe.